nước chè đây là nước chè của làng đấy. Cô mới vừa pha sáng nay. Trầu có tên này à? Đây là hoa. Đây là tên trầu cánh phượng. Các cánh hoa nó cong lên như này, như là đuôi con phượng. Con phượng con cong lên này. Rất là đẹp. Cây chè của làng. Nhà mình có cái bình cổ rồi đấy ạ. Cái bình ở giữa hả? Dạ đúng rồi. Cái bình đấy là từ ông bà cụ kỵ để lại từ ngày xưa đấy. Nghe thấy nói vào thế kỷ thứ 12, 13 ấy. Và gia đình cũng rất là trân quý bởi vì mình giữ được cái gốm cổ của các cụ để lại. Và cũng tạo rất nhiều cảm hứng cho người dân ở đây. Thế thì mới sẽ nên tham quan sự gốm như là cách làm ra những tác phẩm như vậy. Dạ vâng. Vâng. Chào rồi mình đi nhá. Dạ vâng. Mà sản xuất rất là nhiều cái sản phẩm. Vâng, sẽ nhìn lên và xem. Khá vui quá. Giới thiệu với Định đây là bà Thúy mới ở nước ngoài về muốn lên tham quan xưởng của mình, nghe tên xưởng rất là nổi tiếng. Cái bình này có tên là gì ạ? Cái bình này có tên là Người Trốn Trong Mây. Thì em quan sát ra đây là
có những cái mặt người lấp ló ở đằng sau những đám mây. Tác phẩm này lấy ý tưởng từ cái trò chơi dân gian mà của chị hay chơi hồi nhỏ. Và những hình ảnh đấy là thường lấp sau những cái đống rơm. Thế nhưng mà về sau này chị lấy những cái đám mây này để thay bằng cái đám mây, và hình ảnh mây này là chị lấy ở đình chùa cổ. Mỗi mặt người là sẽ có một cái biểu cảm khác nhau. Đây, ví dụ như mặt mỗi người thì nghiêng bên này, người thì nghiêng bên này, và cái có cái nụ cười rất là duyên. Đấy. Và đặc biệt là cái dáng này thì chị rất là thích, bởi vì ngày xưa bà chị hay đựng trầu vào cái nồi đồng rất là nhỏ nhỏ xinh xinh, và chị thấy rất là yêu. Con tay đặt như này ạ. Đúng rồi. Và xuống để có điểm chỉ. Ví dụ như cái điểm này em sẽ dùng cái phần này như nào cho tầm cái tiết này. Đấy. Chỉ cái đường này thôi à chị? Đúng rồi. Cái đường này chưa đã để làm cho nét họa tiết mà. Thứ nhất là vẽ họa tiết lên này, sau đó là đắp họa tiết lên để làm sao cho nó bố cục sắp xếp thì nó hợp lý. Ba màu men khác nhau. Bây giờ để em tự nhận xét, tự nhận ra màu không được. Nhận ra được. Ở đây có mỗi ba màu thôi. Thì đây là sang đây nó thành màu vàng. Vâng. Màu này sang đây nó thành màu lục. Vâng. Màu này nó sang đây thành màu lam. Dạ. Em cứ làm đi. Tôi hết như thế này ạ? Tôi hết nhưng mà cái phần này là phần đây nhá. Ê, cho tôi hết như thế này. Đấy, cái màu anh vừa đưa đó. Lần đầu tiên này. Lần đầu tiên đấy. Ừ, cho cô xin. Sau cô Hạnh, cô sẽ nhận là Thúy làm đệ tử đúng không? À cô phải là đệ tử đầu tiên chứ còn gì nữa. Cô suốt ngày hôm nay làm cái này rồi. Làm được ba con rồng như thế thì con chửa ốm lắm. Cảm ơn chú ăn cơm ạ. Cảm ơn cô ăn cơm. Cảm ơn chị ăn cơm ạ. Rau muống Thiên Vân ngày xưa gọi là rau tím cua. Tức là cái vùng này trồng rau muống rất là ngon, đúng không Hạnh nhỉ? Ký thuế nhiều quá. Mà nấu ăn là ngon đúng không? Ừ. Mùa này ăn rau muống với lại nước mắm dưa. Tí nữa về không ăn cơm. Quá. Đến ngày mai cô về nhá. Về đấy. Ôi ôi tuyệt vời quá, đây đã cảm động quá anh ạ. Hôm nay khách đến nhà. Hôm nay khách đến nhà đúng không? Quý là khách. Giờ coi. Chia lên cho cái chanh nhậu ấy, chanh nhậu. Chanh nhậu ăn món đấy đúng không?